Chúng ta sẽ có phần họp báo nhưng mà rất ngắn gọn, vì mọi người lưu ý giúp nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu phần họp báo sau trận đấu với huấn luyện viên Philip Chuze của đội tuyển Việt Nam. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Sorry, coach. I have questions for head coach. I very red head back him, but I had to ask the question. I know you try your best with our team, but we're not success. So do you think that it's time for you to step down? We stop here. Thank you, coach. Sorry, coach. Maybe this question is disrespectful regarding the effort the player did today. Is a press conference after a match. It's not a court. And your question is disrespectful because you avoid the performance, the physical performance, the mental performance of the players. Because once again, I make the difference between result and performance. And I can say, if I make a football analyze, that is the first time we provide more than 10 opportunities for scoring one goal. It means that we miss efficiency. But the content to provide this 10 opportunity came not from God, came from the effort, came from the game structure, came from the will of the players. And until the end of the match, I felt that my players never give up. And as a coach, this is my target. And we try. Of course, a match like that, we needed a minimum one goal. If we had efficient, if we score one goal, I'm sure the match will be completely different. Để nói về đánh giá về trận đấu ngày hôm nay, tôi đánh giá cao tinh thần và nỗ lực của tất cả các cầu thủ của toàn bộ đội bóng. Như tôi thường hay nói thì chúng ta luôn luôn cần có những góc nhìn một cách khách quan về kết quả cũng như là sự trình diễn của toàn đội cũng như là các cầu thủ. Về mặt chuyên môn, đánh giá của tôi ngày hôm nay thì tôi đánh giá rằng chúng tôi đã tạo ra được một số lượng đáng kể các cơ hội để ghi bàn. Tôi nghĩ là hơn 10 tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên thì các tình huống đó chúng tôi lại thiếu đi những sự hiệu quả và chính xác trong những tình huống xử lý cuối cùng. Về nỗ lực của các cầu thủ trong việc mà tạo ra những cơ hội như vậy, tôi không nghĩ rằng những tình huống đó đến từ những pha bóng may mắn hay là những sự ngẫu nhiên mà họ các cầu thủ bất chấp bất lợi trên sân thì họ duy trì ý chí và sự nỗ lực đến những phút cuối cùng. Và đồng thời cũng tuân thủ những đấu pháp mà tôi đề ra để tạo ra những cơ hội đó. Với góc nhìn của tôi là một huấn luyện viên thì đương nhiên là ngoài mặt kết quả thì đây luôn luôn là một mục tiêu mà tôi đề ra cho toàn đội trong mọi trận đấu. Và về tinh thần ý chí nỗ lực của toàn đội để đảm bảo những sự kỷ luật như vậy đến phút cuối cùng thì tôi hoàn toàn tôn trọng và có sự đề phục dành cho họ. Dĩ nhiên là với một thế trận như ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ cần ghi được một bàn thắng vào một thời điểm nhất định trong trận đấu thì rất có thể là trận đấu sẽ bước sang một chiều hướng khác. Tuy nhiên như tôi đã nói thì ngày hôm nay chúng tôi thiếu đi sự hiệu quả. Repeat your question is disrespectful. It's not time to talk about that. We have to hear to talk about the performance of the players. We don't make a war. We made a football match. We play against Indonesia. Present some new strength, as you see. Maybe you didn't see that. Maybe you were blind. And we played a team with a new strength, and it was a strong. A challenge for Vietnam, and unfortunately we got a goal after 7 minutes. Of course, it was a big disadvantage. But from that, we try to come back to the race. And unfortunately,
We didn't score minimum one goal. We deserve it. We deserve it, especially in first half. It was not the case. What is missing today is missing one goal. And we had 10 possibilities to score one goal. But this is football. We have to accept. And tomorrow it will be another day. Tomorrow I will have a meeting with my federation and everything. I don't know. I will see with them. But now I prefer to be concentrated with respect of the performance and the effort the player did today. Để trả lời câu hỏi của anh thì tôi muốn tập trung vào sự thể hiện của các cầu thủ sau trận đấu ngày hôm nay. Bởi lẽ là những gì mà về tương lai của tôi thì tôi muốn mọi người đề cập vào một thời điểm khác. Dĩ nhiên trong trận đấu ngày hôm nay như tôi đã nói, đội tuyển Indonesia làm ở thời điểm hiện tại thì họ đã mạnh hơn. Họ có nhiều những sự bổ sung chất lượng hơn về mặt đội hình. Và dĩ nhiên việc mà phải nhận bàn thua sớm ngay từ phút thứ 7 đã khiến thế trận trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên thì sau đó thì tất cả các cầu thủ toàn đội vẫn rất nỗ lực để tìm cách quay trở lại với trận đấu. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi, như tôi đã nói thì chúng tôi chỉ cần thiếu một bàn thắng, có thể là nhất là trong hiệp 1 thì chúng tôi sẽ có một thế trận tốt hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì sự chính xác đó là thứ mà đội còn thiếu. Và đôi khi thì trong bóng đá chúng ta phải chấp nhận những thực tế như vậy. Vào ngày mai thì tôi sẽ có những trao đổi cụ thể hơn với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhưng thời điểm hiện tại như tôi đã nhắc tới thì tôi muốn các câu hỏi tập trung hơn vào những gì về nội dung của trận đấu ngày hôm nay, cũng như là tôi muốn mọi người dành sự tôn trọng cho những nỗ lực của các cầu thủ ở trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta đặt mục tiêu vào vòng loại thứ 3 World Cup, nhưng mà hiện tại thì sau trận thua Indonesia vừa qua thì cái cửa đi tiếp của chúng ta lại càng hẹp hơn. Vậy đối với ông thì theo tôi được biết là Indonesia chỉ cần một trận thắng nữa là họ sẽ vào vòng loại thứ 3. Vậy thì ông nghĩ thế nào về cái tương lai sắp tới của đội tuyển Việt Nam khi mà chúng ta cái cánh cửa đi tiếp đang rất là hẹp rồi? Cảm ơn. So the question is our eventual ambition during this competition is to qualify for the third round of World Cup. However, after this match, the opportunity of qualifying has been massively decreased. So with the current ranking, Indonesia is one win away from the direct qualification. So what do you think about the probability for Vietnam during this competition? Mathematically, everything is possible because it remains 6 points in our hands. So everything could happen. So how now? And at the same time, Indonesia, with two matches at home, must lost two matches. So it's clear that the probability is maybe 50-50 at the moment, because everything is possible in football. That's why I prefer to keep a positive meaning until the end of the match, because everything could happen until the end of any matches. Để nói về hoàn cảnh của đội tuyển Việt Nam hiện tại thì về lý thuyết phía trước đội tuyển Việt Nam còn 2 trận đấu nữa với số điểm tối đa có thể giành được là 6. Và đương nhiên để vượt qua đội tuyển Indonesia thì đội Indonesia sẽ phải mất điểm trong 2 trận đấu còn lại. Tuy nhiên thì trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng cơ hội của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn là không phải không có. So this is the second consecutive match that you didn't use Quang Hải for any minutes. So is this decision coming from the problem of a player, or this is coming from your own decision? I am the coach. I am responsible of the strategy.
and I have 25 players. Plus, I have maybe 10 more stay at home. And my decision is to make at any match a team with a plan A, plan B. So it's my decision, of course, regarding my plan. Với vai trò của tôi là huấn luyện viên thì việc sử dụng ai tuân thủ theo đấu pháp như thế nào thì luôn luôn là quyết định cuối cùng của tôi. Ở thời điểm hiện tại thì trong biên chế của đội tuyển thì tôi có khoảng trong tay 25 cầu thủ, chưa kể là có khoảng 10 cầu thủ khác mà tôi không thể lựa chọn. Và tùy thuộc theo đối thủ thì tôi luôn luôn sẽ có những đấu pháp riêng để xuất phát trận đấu cũng như là thực hiện những sự thay đổi người.